và bên trong là những cuộn giấy. Và đây là sự trở lại của Judy của bạn Vẹt Macau xanh vàng cùng với anh bạn Space, anh bạn Vẹt Macau đỏ. Ngay bây giờ hai người bạn sẽ có một phần tranh tài, đó là xem ai sẽ tiết kiệm và tái chế được nhiều giấy thải trong thời gian ngắn nhất ạ. Xin được phép đặt những cuộn giấy ở đây để cho những người bạn chúng ta được gửi thông điệp này đến với quý khán nhé. Bây giờ thì cuộc thi nào cũng cần phải có những cổ động viên thật nhiệt tình, đúng không nào? Quý khán đồng ý cổ động hai người bạn đây không ạ? Nếu đồng ý xin được phép chia khán đài thành hai khu vực nhé. Và phía bên đây sẽ là đội dành riêng cho Space, có được không ạ? Và phía bên đây là đội cổ vũ của Judy. Và chúng ta hãy hô thật to tên của những người bạn ở đây nhé. Hãy cùng làm thử với đội của Space chứ nào. Hãy hô thật to tên Space nhé. 1, 2, 3. Đội Space thì ít người nhưng cổ vũ rất là to đấy nhá. Đội Judy cẩn thận. 1, 2, 3. Đội Judy đang sở hữu một số đông cho nên là đang tận dụng ưu thế của mình đấy ạ. Bây giờ hai bạn đã sẵn sàng chưa nào? To hơn nữa nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Đội Space cổ vũ to hơn giờ lại nhé. Và sẵn sàng nào. 1, 2, 3, bắt đầu. Một chút xíu đi mà. Rất là đáng yêu đúng không? Ai thắng ai thua không quan trọng đâu. Quan trọng những người bạn đã gửi một thông điệp vô cùng ý nghĩa đến với chúng ta đúng không nào? Xin hãy dành tặng cho Space và Judy một tràng pháo tay. Với Judy và Space sẽ là một anh trai rất là gan đảm đúng không nào? Và bây giờ anh tự giới thiệu về mình trước anh nhé. Anh đẹp á. Anh tên Kevin. Anh Kevin, mình đến từ đâu ạ? Kevin. Anh Kevin đến từ Sài Gòn, xin hãy cho anh một tràng pháo tay ạ. Từ nữ viên vô cùng gan đảm của chúng ta. Bây giờ xin mời anh hãy ngồi xuống đây nhé. Anh đẹp này, đâu phải anh Kevin đâu, anh đẹp. Thôi là chạm nhẹ vào người bạn này và cho biết cảm nhận của mình anh nhé. Và anh có cảm giác như thế nào ạ? Giống như một cái bóp da mà lại ngắt. Giống như cái bóp da mà lại ngắt không? Cảm giác rất là thú vị luôn nè. Có trơn hay là nhớt không anh? Ok. Ok, không hề trơn nhớt luôn nè. Giống như là... rất là thú vị đúng không? Người bạn của chúng ta không hề trơn nhớt. Và vì sao? Vì có lớp da thực chất keratin thôi. Có trong tóc hay là móng tay của con người. Khi sau ba người bạn này thì cũng như là chúng ta đang vuốt tóc của mình thôi à. Cho nên không mang đến cảm giác sợ hãi đâu. Và anh không hề sợ người bạn này đúng không ạ? Bây đây sẽ là phần thưởng lên cổ của anh nhé. Được không? Bây giờ em mời em hướng mặt về khán giả đây nhé. Và ngồi xuống ạ. À. Ngồi xuống đây ạ. À. Anh hình như là đang rất là nôn nóng, muốn được làm quen với rất nhiều người bạn của chúng ta. Đây là người bạn lên cổ thế nhưng hơi nhỏ bé so với anh đúng không ạ? Một người bạn khác to hơn được không ạ? Ok bạn, bây giờ xin mời bạn khác nhé. Đến với chiếc hộp đằng kia sẽ là một cô nàng tiếp theo ạ. Và đây cô bạn My Dương. Và anh ơi, mình khép chân lại giùm em một tí ạ. Khép chân lại vào với anh. Và bên đây là một cô nàng trang cái ạ. Và quý vị khách ơi, cỏ bé và cỏ vừa đã xuất hiện rồi, còn một cỏ nữa thôi hả? Tổng trọng lượng trên người của anh đã hơn 50kg rồi đó ạ. À. Và quý vị khách, chúng ta
ta cũng sẽ có cơ hội được làm quen với loài bò sát nhé. Và từ phía trên đây đó chính là Hằng Hoàng Sa Văn cùng với bạn Trang. Và phía bên đây là bạn Sơn cùng với Đồng Đất ạ. Quý khách hãy cùng nhau làm quen với các bạn nhé. Còn anh Kevin, mình hãy làm quen với những người bạn ở đây trước đi em nhé. Những người bạn này có cảm giác như thế nào ạ? Đó rất là hiền đúng không ạ? Các bạn của chúng ta lúc nãy anh sờ vào cảm giác là hơi lạnh. Vì sao? Vì đây là loài máu lạnh cho nên lúc nào cũng muốn tìm kiếm những nơi ấm áp như là dưới ánh nắng hoặc là cơ thể của ta để sưởi ấm cho. Cho nên đang rất là bấm rứt nè, thêm bên chúng ta. Bạn ơi nhớ khép chân là những cái bạn nha. Cơ bản này rất thích khám phá cơ thể những người bạn mới cho nên đang khép chân chắc là những người mà. Dạ, anh cứ ngồi đi anh nhé. Và quý du khách, chúng ta đã được làm quen với những người bạn trên này rồi đúng không nào? Hãy cùng chạm vào các bạn, tuy có vẻ ngoài hơi xù xì và gai góc một tí, thế nhưng là rất là thân thiện với con người đấy ạ. Nếu như chưa có cơ hội được quen biết hay là chụp ảnh hoặc là tương tác với những người bạn trên này, thì một lát nữa sẽ là chương trình chụp ảnh với các loài động vật. Quý du khách cũng sẽ có cơ hội được chụp ảnh cũng như là tương tác gần hơn với Đồng Đất ở phía trên đây nhé, cùng người yêu thích tại các quốc gia trên thế giới. Và bây giờ thì thằng làng Sa Mang đã xuống rồi, em sẽ được giải thoát anh nhé. Những người bạn của chúng ta sẽ tạm thời lui vào trong và nghỉ ngơi một tí. Và rất cảm ơn, hãy dành tặng một tràng pháo tay cho anh Kevin ạ. Và xin cảm ơn hai bạn này nhé. Đến gần hơn đây nhé. Và anh bạn chúng ta rất là to lớn và ấn tượng đúng không nào? Và đang tìm kiếm huấn luyện viên của mình là bạn Ninh. Jumbo, loài hồng hoàng với chiếc mỏ cũng to lớn như là loài toucan. Thế nhưng cấu tạo chỉ là giống như là tổ ong rỗng thôi. Rất là nhẹ nhàng cho việc bay lượn. Cùng với đôi mắt cực kỳ tinh nhạy thì anh bạn chúng ta có thể bắt mồi từ trong không trung đấy ạ. Ngay bây giờ anh bạn sẽ thể hiện một phần khả năng này thôi bằng việc bắt lấy chiếc gậy ở trên tay của huấn luyện viên mình nhé. Và được rồi đó ạ. Bây giờ thì anh bạn sẽ bắt thêm một lần nữa nhưng ở vị trí khác nhé. Jumbo rất là thông minh, luôn nhận biết được những ý muốn huấn luyện viên mình và bắt được rồi. Bây giờ hãy quay về là xin một tràng pháo tay cho Jumbo ạ. Rất đáng yêu đúng không ạ? Và đây tiếp theo và cuối cùng đó là Mô cùng với đội vẹt Macau đến chúng ta với rất nhiều tài năng như là có thể dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả những thông điệp cũng như là khả năng bay lượn và tách hạt thứ như siêu phẩm của mình. Những người bạn vô cùng đáng yêu đúng không ạ? Quý khách hãy cùng nhau làm quen với các bạn và xin hãy dành một tràng pháo tay cho những người bạn này ạ. Bây giờ thì các bạn sẽ quay về với các huấn luyện viên nhé. Các bạn có thể phân biệt được đâu là huấn luyện viên của mình đấy ạ. Và cùng với đó sẽ là sự xuất hiện của Cò Bảo Hiền, Cò Bảo Lộc và Nhan Sen. Sự xuất hiện của những người bạn của chúng ta cũng đang kết thúc chương trình biểu diễn của các loài động vật ngày hôm nay. Xin hãy dành tặng một tràng pháo tay cho các huấn luyện viên của chúng ta ạ. Cô Mến, bạn Cầm, anh Thao Mến, bạn Trang, bạn Thạch, bạn Linh, bạn Sơn và tôi Phan Phú Sĩ, MC của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Và đây đến từ đường sân những người bạn bồ câu mua xuất hiện cũng đã mở màn ra một chương trình mới đó là chụp ảnh cùng với các loài động vật. Quý du khách, chúng ta sẽ có cơ hội được chụp ảnh với bạn hoa câu xanh vàng